Xin chào các bạn, lại là Bình Minh đây. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cập nhật mới của Canva, đó chính là Element Tab. Như các bạn thấy khi đăng nhập vào thì nó sẽ hiện một cái bảng như thế này. Nó nói là chào mừng cái đến với cái tab Element mới của nó, thì chúng ta bấm thích the look của thứ nè. Thì các bạn thấy chúng ta bấm vào Element thì các bạn thấy chúng ta kéo vào đây. Như các bạn thấy nè, nó có line shape nè, nó có photo nè, nó có video nè, có audio, và trên cái thanh này thì nó mất rồi. Thì có nhiều bạn không có quen với cái tab Element này thì mình xin hướng dẫn cách chúng ta để lôi những cái công cụ quen thuộc ra ngoài này. Thì chúng ta bấm vào More ha. Rồi các bạn bấm vào Photo này. Ok. Chúng ta bấm vào Audio này. Rồi chúng ta bấm vào Background này. Chúng ta bấm vào Folder. Thì khi show ra rồi thì nó sẽ hiển thị đầy đủ như cũ. Còn bạn nào thích dùng cái kiểu này thì chúng ta vẫn bấm vào Element một tiện lợi cho. Thực sự là mình vẫn chưa quen lắm với cái cập nhật này của Canva, cho nên có bạn hỏi mình cách khôi phục lại như cũ. Đây là hướng dẫn để xử lý vấn đề đó. Chúc các bạn thành công.